Em chào khán giả chuẩn bị đi thăm chồng. Em chào khán giả chuẩn bị đi thăm chồng. Rồi. Nói từ từ thôi. Em chào khán giả chuẩn bị đi thăm chồng. Em rồi. Chuẩn bị đi thăm chồng. Nói được câu. Nói từ chữ ơi, nói từ chữ. Em. Chuẩn bị thăm chồng. Rồi xong, rồi đi đi. Rồi bây giờ là bé Thấm đi ăn sáng về nè cô chú chị ơi. Muốn gì hả? Rồi ơi. Đây bà ngoại xuống giặt đồ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ ha. Thấm về rồi. Thấm nay sáng giờ đi đâu vậy? Thấm đi đâu vậy Thấm? Sạc cái hỏi hả? Mua bánh nữa kìa. Bánh người ta cho hay mua đâu đâu Thấm quay ra cái Thấm để cho cô chú anh chị nhìn cái bà quay bỏ quá sạc pin sạc pin điện thoại tưởng đâu đi kiếm bạn chứ quay ra tính đâu kiếm bên sang quá to lắm rồi cô chú anh chị ơi. Sáng ăn sáng chưa? Thấm. Thấm là phải có chị Huệ phía bên dịch thông dịch mới được. Sáng đi ăn sáng chưa? Thông dịch đâu? Hả? Ăn chưa? Ăn chưa? Ăn rồi. Rồi. Tôi nói được rồi ha. Cái này nói được rồi. Ăn gì? Sáng ăn gì? Dĩa cơm. Dĩa cơm. Dĩa cơm hả? Trời ơi. Ăn hết dĩa cơm không? Hả? Trời ơi. Ngày quá. Ơi. Cô uống sữa không? Không hả? Không có uống sữa hay miệng sữa không kìa. Rồi giờ vô pha sữa đây uống cho con đây. Uống rồi nào. Uống hồi khuya. Cái này anh em không dịch dữ vậy. Bên cái này hay chạy không chạy. Quay cái khỉu không? Uống cà phê giờ không uống nữa hả? Hôm nay thấy Thấm tinh thần thấy sảng khoái nè. Vui không Thấm? Sắp sửa làm mẹ vui không? Vui ha. À, chuẩn bị rồi đó, còn chừng tháng nữa là sanh rồi đó cô chú anh chị. Mẹ nấu canh chua cho ăn nè. Thích không? Thế không. Vậy? Trời lắc đầu. Ủa sao nói là Thấm thích ăn canh chua cá lóc rồi mẹ đi mua cho Thấm ăn đó. Đó mua đây rồi cà gió, sốt cà. À sốt cà ha. Ăn cá đu hồng rồi giờ mua cá lóc. Có cá đu hồng luôn. À vậy là Thấm thích ăn cái đường hồng sốt cà đúng không? Ừ thì có luôn, mẹ có mua rồi. À giờ thích ăn gì là mẹ mua về đó cho ăn. Giờ cưng lắm rồi. Ăn uống đầy đủ tỉnh táo lợi liền gì đâu. Rồi hổng gà có nhớ chồng không? Không. Không mới ngày qua kêu nhớ rước cây sang ra rồi giờ nó không nhớ. Bây giờ là không còn nhớ nữa ha. Hồi ông ba mới nói nhớ cái đạp bây giờ không. Trời ơi. Tại vì nắng mưa thất thường ghê á. Đổi thôi rồi. Giờ đổi ý ha, giờ không còn nhớ nữa ha. Đưa mày về chứ sao mà chịu không? Đó ngoại kêu tư về sang nha. Ngoại đồng ý luôn rồi kìa. Chịu không? Đằng này tao đưa đi. Chịu không? Như đưa dâu vậy. Giờ cho về ở với anh Sang chịu không? Đi nè. Chịu không? Chịu không? Ba kia này kêu lắc cái tay vậy, còn đây là gật đầu hả? Thấm nó lớn rồi. Cái này là con tim đó. Bây giờ đi thì phía thẳng đi. Đi ông ơi, mấy anh em chở vô luôn. Làm mà ghép về đi rồi ta đưa đi. Đi nè. Đi ăn vô xong rồi. Ngoại đưa đi luôn á. Ngoại cũng đi. Mấy đứa mày thấy gì cái gì? Mẹ con đi nữa. Mày đi không? Đi đưa chồng kìa, đi không? Đi nha. Trời ơi, vì là nhớ chồng lắm rồi, bà đặt nó không nhớ. Xe đưa mày đi á. Nhớ chồng mà đặt nó không nhớ. Đưa nó đi. Sang không nói à. Nhớ sang không. Bây giờ hỏi thiệt câu này là nhớ chồng không? Suy nghĩ đi, cho suy nghĩ 3 phút. Nhìn mẹ mới nói được. Không có nhìn. Nhìn mẹ liếc ra, hỏi cái liếc qua mẹ rồi. Rồi giờ cho suy nghĩ 3 phút đó, rồi nhớ chồng không? Đi nè. Kìa mẹ chỉ kìa, mẹ chỉ nói kìa. Đang suy nghĩ mà. Vô sân đồ đi. Mà nhớ chồng thì mấy anh em chở vô thăm chồng rồi. Đi với mấy chú này nè. Mẹ không đi mà ngoại cũng đi nữa. Đứa mày giống. Ba nó nhiều. Ừ.
Sao chị Huệ nói gì vậy? Thôi, mày tao thấy đâu, tao thấy đâu, tao là nhớ giống, mày nhớ giống. Giống là cái gì? Rồi. Giờ mày ở chỗ mình nên mày ha, phải không? Ở như sao phải không? Rồi. Rồi vậy là bỏ Sang đó mèo luôn á. Vậy là bỏ mà mẹ luôn. Không, Sang mới có 3 triệu rồi. À. 3 triệu cho mẹ nó chứ cho nó đâu. Có. Ở vậy Sang đó mèo luôn á. Rồi nói chứ cũng nhớ, không nhớ dạ. Trời. Ở trong vườn 2 ngày khóc nhớ mẹ. Ít nhất thì cũng có những cái ngày tháng bên nhau mà sao không nhớ cho được. Rồi giờ hỏi lại câu cuối cùng nè. Có nhớ chồng không? Nhớ không? Có nhớ thì sao không? Nhớ là nói nhớ còn không nói không. Tôi gật đầu đó. Sao nãy nói không mà giờ nhớ. Dặn lẫy mà. Nói không là nghe mẹ. Nghe mẹ. Dặn. Còn giờ là không nhớ. Có mẹ nói thiệt. Nói cũng nhớ chứ nghe không? Đêm nằm cái nhớ anh Sang rồi ha. Trời ơi, mày nhớ má tao không nhớ ai đó. Nhớ má tao à. Bỏ đi mà không nhớ anh Dũng đâu. Dũng đi rồi đó. Ông ôm mình, ông đi rồi đó. Ông ôm mình đi bán luôn rồi kìa. Sợ giấy kìa. Dễ về đúng không? Mình không đi luôn rồi. Mày mẹ đi ôm mình đi. Đi rồi. Bây giờ nó con mày à, bây giờ con thấm bắt đầu đi đó, bây giờ đưa cho mấy chú. Vô ngồi cái nói chuyện nghe chị Quay. Tính sao? Mà đồ ăn chưa cần đồ ăn nước đi ngồi nha. Giờ phải tính là đây làm đồ ăn đi. Tới 12 giờ luôn. Rồi. Bữa nay tới 12 giờ mới cơm. Bữa nay nghỉ ăn nữa đó. Đi mặc cá đi, lấy cá ra mặc đi. Bữa nay ừ, hôm nay thấm cột tóc đuôi gà nhìn thấy đẹp quá trời vậy ta. Cái này ai cột đây hay là tự cột? Sửa sạn đưa chứ sao ăn nó bởi vậy nhá, cột. Hả? Tự cột hả? Hay là ai cột? Ai cho thì rồi đánh nghe mày rồi trắng thì là tha sơ để đỏ vô chút. Tha son đi, vô tha son đi. Vô tha son đi trang điểm sơ sơ đi rồi. Mẹ cũng chịu luôn rồi nghe. Mẹ cũng đồng ý cho thắm đi về bên xe. 2 phút nó đi tha. Cũng đồng ý luôn. Đi tha son đi đưa vô nè. Chút xíu đi tha. Rồi vô hãy muốn đầu ra đi. Vô chổng a đà là bạn đầm mới kiếp gì đi. Vô đó, trọng ai cũng nhất trí rồi đó. Vô trọng thăm vô trọng vô trọng thăm chồng nói là em sắp sanh rồi đó. Anh có 3 triệu anh cho em đi sanh đó. Chị này vô mẹ chồng cưng lắm mà trời. Mẹ chồng cưng lắm phải không? Không mẹ chồng cưng lắm mà không gặp ôm quá trời mà. Có anh thì cho ôm vậy đó, không có anh thì không ôm đâu. Vậy hả? Để nói đây. Có gì mấy mày mới ôm, không có ai mê lại không? Thấy không? Thấy hai chị xui, thấy tình cảm thấm thiết lắm mà. Vậy đó. Cái bữa đó em thấy chị cũng ôm chị. Ừ. Lắm mà. Mà vậy đó. Vậy đó ha. Ai quay thì thôi, không? Không quay thì đúng không? À. Diễn lắm không? Vậy là quay là hai bà xui mới ôm ha. Đấy, còn không quay là hai bà xui là không có thấm thiết ha. Đó, bây giờ là thắm chuẩn bị nha cô chú anh chị. Chuẩn bị vô tha son đi rồi trang điểm sơ sơ đi rồi mặc đồ đẹp đi rồi mấy anh em đưa vô chổng thăm chồng chút xíu. Đó. Còn mẹ thì ở đây nấu đồ ăn. Chút xíu thì ăn xong mà nấu xong rồi mẹ ăn luôn. Rồi vậy nha cả nhà ơi. Đó. Rồi chào khán giả đi, chào khán giả. Chuẩn bị em chuẩn bị đi thăm chồng nha, nói đi. Nói em chuẩn bị đi thăm chồng. Thôi nó không đi, nói gì chứ không đi đâu. Thôi để cho nó nói đi. Để cho nó nói đi trời. Em chào khán giả chuẩn bị đi thăm chồng. Ừ, em chào khán giả chuẩn bị đi thăm chồng. Rồi. Nói từ từ thôi. Em chào khán giả chuẩn bị đi thăm chồng. Ừ, em rồi. Chuẩn bị đi thăm chồng. Nói được không? Nói từ chữ rồi, nói từ chữ. Em. Chuẩn. Bị thăm chồng. Ừ, rồi xong, rồi đi.